Xin chào anh em, đây là ba sợi cáp USB-C Lightning 18W MFI của hãng Hyperride. Và khi mình tìm hiểu về nó để mình làm cái nhiệm vụ trên tay á, thì mình thấy là giá của nó mắc hơn cả cáp của Apple nữa. Và mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu và mình giải thích với anh em xem là vì sao những cái sợi cáp này nó lại mắc hơn sợi cáp của Apple và tại sao anh em lại phải mua nó với giá đó. Trước tiên, những sợi cáp này đều có một cái đặc điểm chung là gì? Nó đều có cái lớp vải ngoài cùng có khả năng chống đạn. Thì khi Hyperride họ ghi cái đó trên website của họ thì mình nghĩ rằng là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không lẽ giờ chúng ta làm đâu phải chúng ta ở mấy cái vùng chiến tranh hay chúng ta bắn súng gì đâu. Nhưng mà đơn giản là họ muốn chứng minh là nó bền. Tuy nhiên, khi mình cầm lên, mình rời những sợi cáp ở trên tay này thì nó khá là khô, khá là cứng. Dĩ nhiên là anh em có thể thấy được rằng là nó bền bởi vì anh em rờ và anh cảm nhận được những sợi cáp mà có cái vỏ bọc bằng cao su hoặc là vỏ bọc bằng nhựa mà hơi cao su á, thì khi anh em rờ vào anh em cảm thấy cái sự yếu ớt của nó và anh em biết là nó có thể dễ bị bám bệnh hoặc là nó có thể dễ bị lão hóa. Thì với cái vỏ bên ngoài của ba sợi cáp này thì nó đều cho cảm giác rất là chắc chắn và nó đẹp, chắc chắn là nó đẹp, tức là nó có cái sợi hoa văn nhìn rất là hiện đại, rất là đẹp. Đó, giống kiểu như là những cái vân carbon vậy đó. Kỹ hơn á thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái thứ này. Thứ nhất á, là hai cái sợi cáp mà 0,2 mét và 1 mét á, thì nó đều có một cái đầu bằng một cái ống nhôm. Nó giống như là một cái viên đạn gần một phân và nó giấu hai cái đầu cáp ở trong cái ống nhôm này. Đó, anh em vặn anh em mới cảm nhận được. Thì đây là một trong những cái khá là đặc biệt đối với lại những cái sợi cáp này. Đó. Những cái đầu cáp được giấu trong đây và cái ống nhôm có hai cái lỗ nhỏ, tức là chúng ta không thể nào mà gỡ nó ra được khỏi cái ống nhôm này. Đó, chúng ta buộc phải giữ cái ống nhôm này ở đây. Và đây là một cái đặc điểm hay của nó giấu lại, nó vặn như vậy. Thì khi mà nó nằm trong ống nhôm này thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ có cái độ bền tốt hơn so với những sợi cáp để ở ngoài va chạm tùm lum. Và với lại cái sợi cáp 0,2 mét này, 20 phân này thì cái ống nhôm đó nó có trang bị một cái móc ở dưới đây và anh em có thể dùng nó như là một cái móc chìa khóa như vậy. Thì cái tên của nó mà Hyperride đặt trên site nó gọi là keychain. Thì đây, thì rõ ràng những anh em làm thợ sửa iPhone ở những cửa hàng bán điện thoại di động hay là những anh em kỹ thuật ở trong những cái công ty bảo hành điện thoại gì đó thì anh em cần cái này. Anh em cần thêm một cái cây chọc sim này nữa. Đó. Thì đây là bộ đôi giúp cho anh em sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, không lo quên cáp, không lo gì hết và cũng không lo bị mất cáp thì nó sẽ như vậy. Thì rõ ràng đây là một trong những cái lý do mà anh em có thể suy nghĩ cái sự khác biệt của nó, cái sự đặc biệt của nó khiến anh em sẽ mua với giá nhiều tiền hơn cái sợi cáp chính thức của Apple. Dĩ nhiên là những thứ khác như là MFI, như là bền hơn hay là những cái đầu gì đó thì chúng ta không tính, chúng ta không tính những cái gì đó nó ngoài hẳn luôn. Rồi, còn cái sợi cáp 1 mét á, thì cái đầu đó cũng sẽ tương tự như cái sợi cáp 20 phân và nó có cái chiều dài như vậy. Trên site của Hyperride thì họ cũng chụp hình một cái cô nhân viên đeo cái thẻ nhân viên vào trong cái sợi cáp như vậy, tương tự như là mình đang làm vậy. Tuy nhiên mình thấy cái sợi cáp nó khá là khô và cái đầu này nó cũng nặng. Do đó là tổng thể cái thẻ này, cái nem tắc này nó cũng sẽ nặng nhưng nó không nhẹ. Tuy nhiên là nó vẫn có những cái cần thiết của nó là độ bền hay là những cái gì khác có thể bạn cần hoặc là bạn không, thì đại loại là như vậy. Và cái sợi cáp thứ ba là cái sợi cáp 2 mét thì mình thấy rằng cái sợi cáp này là một cái sợi khá là đặc biệt, dài tới 2 mét. Thì anh em phải hiểu rõ cái nhu cầu của anh em, có một cái nhu cầu đó, ví dụ chúng ta nối một cái đầu sạc dài đến cái chỗ chúng ta muốn sạc nó xa lắm, chúng ta cần sợi cáp này. Trên cái site của Hyperride họ nói rằng là cái này nó cũng có khả năng chống đạn cũng như là có thể chịu được sức kéo 70 cân giống như thế này. Mình nghĩ rằng là một trong những cái trò vui vẻ khác mình sẽ làm với nó, ví dụ như là nhảy dây hay là mình cầm cái này để mình hít xà hay là mình cầm cái này để mình xách nước hay làm gì đó giống như trước đây mình từng test những cái sợi dây cáp siêu bền.
Rồi sau cái cú kéo cuối cùng của mình, tức là kéo lết bánh cái xe máy, gồm mình ngồi trên đó và cái xe máy nữa, và cũng như là cái ma sát của cái bánh xe xuống đường, thì sợi dây nó đã đứt. Và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy được bên trong cái lớp vải đó, chúng ta sẽ có cái lớp nhựa cũng như là lớp những cái sợi cáp siêu mịn, rất là mịn. Thì đây là những cái sợi cáp mà giúp cho nó cứng hơn. Thì em thấy rằng là nó đứt ở cái chỗ gấp đó, chứ còn cái nguyên một cái sợi dây kéo ở thì nó không đứt đó, và cái đầu của nó thì cũng còn nguyên đó. Đó là những cái gì đó về tổng thể. Ok, giờ kỹ hơn chút xíu. Ví dụ như sợi dây 2 mét này, anh em có thể thấy là cái đầu của nó được bọc nhôm ở cái lớp xung quanh này. Nói chung là bây giờ cái cáp á, mà người ta bọc nhôm thì cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên anh em có thể cảm nhận được cái chất lượng của cái sợi cáp này, của cái đầu cáp này ở đây. Bên dưới này thì nó là cái phần có thể co giãn và nhìn rất là chắc chắn để giúp nó ấn tượng hơn. Và khi anh em bẻ như vậy, anh em có thể cảm nhận được đó, cái độ cong của nó thì nó sẽ cong ở cái phần này thôi. Và nó khá là nhỏ gọn, nó khá là nhỏ gọn. Thì đây là một điều quan trọng. Khi mà nó nhỏ gọn như vậy, một là anh em cắm ở bên cái MacBook á, nó đảm bảo là cái cọc kế bên nó vẫn xài tốt. Cái thứ hai là cái tính thẩm mỹ, khi mà nó nhỏ gọn như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi bây giờ về cái sợi cáp này thì nãy mình chia cho anh em xem qua hai cái đầu, bây giờ mình mở cho anh em xem hai cái đầu. Đó, hai cái đầu của cái sợi cáp mà ngắn 20 phân với lại 1 mét á, thì nó khác chút xíu, nó không giống cái đầu của cái 2 mét, nhưng mà nó cũng nhỏ gọn và nó cũng khá là đẹp. Đó, rất là chỉnh chu, rất là ngon lành. Đây là lần đầu tiên mình thấy những cái sợi cáp USB-C Lightning mà họ làm nhắm đến hẳn một cái tính năng khác, không ngoài tính năng chính. Tính năng chính thì coi như là giống như lơ đi, coi như là mặc định là thằng nào cũng có rồi. Bây giờ họ làm một cái với cái tính năng đặc biệt khác để cho những cái người dùng thực sự quan tâm đến nó. Thì trong ba cái này, về cá nhân mình thì mình thấy là đây là cái mà hữu dụng nhất. Đó, dùng như là một cái móc chìa khóa. Và rõ ràng với cái này thì mình rất là cần một cái sợi cáp bền và chắc để mình có thể treo ở chỗ nào đó, hoặc là mình cầm trên tay như vậy, mình đi như vậy. Rồi, cụ thể hơn về giá thì anh em sẽ có cái 20 phân này với cái giá là 590.000, cái 1 mét này với cái giá là 650.000, và cái sợi 2 mét này là 690.000. Đó, những cái sợi cáp này từ C ra Lightning có tiêu chuẩn MFI, hỗ trợ được 18W, đầy đủ, không thiếu gì hết. Tất cả những cái tính năng cơ bản của nó đều đúng tiêu chuẩn, đều chạy, và nó có những cái gì đó đặc biệt của nó. Thì mình nghĩ rằng là anh em kỹ thuật là MyPhone chắc chắn cần này. Rồi, cơ bản là vậy thôi. Xin cảm ơn anh em.